hết năm nay thầy sẽ nghỉ hưu. Các em là lớp cuối cùng thầy chủ nhiệm, cho nên thầy muốn là năm ấy ai nấy đều hứa họp lớp về đây, nhìn xung quanh lúc ấy thì ai cũng khóc, chỉ có mỗi thầy, mỗi thầy đứng im hồi lâu cùng ánh mắt thật buồn. Và rồi em biết được rằng đằng sau nét ưu tư là thầy buồn cả tháng nay rồi, ai biết đâu thầy sợ phải cách xa từng ấy đứa con, đứa thì ngoan, đứa thì hư, khiến thầy lo thật nhiều. Thầy đừng có lo lắng chi nhiều thêm nữa, đừng khiến tóc bạc thêm nữa. Thầy đừng lo nữa, mặc cho mai sau thời gian rút trôi đến đâu, thì em vẫn nhớ. Thank you.
Cause we don't wanna grow up.